Dạ vâng, kính chào các bạn. Ngày hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 7 năm 2019 thì tôi có mặt ở đây ở ngay khu nhà tù của Stasi tại Đức. Nhà tù Stasi có nghĩa là gì? Đó là một cái nhà tù mà đã chuyên nhốt và tra tấn và đánh đập những cái người bất đồng chính kiến từ thời Cộng sản của Cộng hòa Dân chủ Đức. Và cũng tại cái nhà tù này thì theo như tôi vừa nhận được cái số liệu của những cái người mà người ta quản lý ở đây thì họ cho biết rằng có hàng nghìn người đã bị giết chết và bị ám sát ở trong cái khu nhà tù này. Và đây là khu nhà tù rất lớn mà có từ những năm sau khi nước Đức sau khi chiến tranh thứ hai thì ở đây là đã do Hồng quân Liên Xô, tức là Liên Xô đã quản lý, và họ đã giam giữ những cái người có thể là có một số những người có cái tội trong cái vấn đề là phát xít, tức là nhưng mà sau đó rồi thì họ bắt đầu bắt và tập trung những cái người mà bất đồng chính kiến và chống lại cái nhà nước mà họ muốn xây dựng, đó là chủ nghĩa cộng sản tại Cộng hòa Dân chủ Đức thời kỳ đó. Và sau đó thì những cái người đấy luôn luôn từ khắp nơi ở nước Đức được đưa về đây, và đây là cái nơi mà đã giam giữ. Theo như thông tin của cái người quản lý ở đây, họ nói với tôi rằng là có trên 10.000 người đã bị nhốt ở trong cái khu nhà tù như thế này. Các bạn nhìn xem, đây là khu nhà tù đấy, và trong đây là những cái cửa nhà tù. Mà những cửa nhà tù này các bạn, tôi cũng xem chiếu một chút cái hình ảnh để các bạn cùng biết. Đây là cái khu nhà tù và đây là cái khu cửa. Ví dụ đây là cửa để người ta có thể đưa cơm. Đây các bạn thấy không? Đây là cửa này. Cửa này ấy, thì là cái cửa mà khi mà bị nhốt vào trong này thì những cái người tù nhân nằm ở trong phòng trong kia và họ bị cách ly bên ngoài. Và khi mà muốn đưa đồ ăn hoặc là đưa nước cái gì thì cái cửa này sẽ được mở ra và người ta đưa đi qua cái lỗ như thế này. Và sở dĩ ngày hôm nay chúng tôi nói chuyện đến vấn đề mà tại sao đưa mời các bạn đến thăm một cái nhà tù của Stasi, tức là của một vụ của an ninh Cộng hòa Dân chủ Đức cũ, bởi vì cái điều này liên kết rất gần gũi với cái nhà tù mà hiện nay những cái người đấu tranh trong nước đã bị bắt giữ. Và không những cái người đó bị bắt giữ mà ngay cả những quan chức Việt Nam đã bị bắt giữ, mà cụ thể là trong ngày hôm nay thì các bạn cũng đã biết đã xảy ra cái vụ việc mà rất nhiều báo chí trong nước đã đăng tải, đó là việc là ông Trần Bắc Hà, là nguyên tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Đầu tư Phát triển BIDV thì đã bị chết trong tù sau nhiều tháng giam giữ. Và cái điều đặc biệt nữa mà ông Trần Bắc Hà đã gặp phải, đó là việc không phải chỉ ông ta là một quan chức cấp thấp mà ông ta quan chức rất cao. Đây các bạn nhìn xem, tôi quay những cái khung cảnh nhà tù đấy, các bạn biết là nhà tù. Đây là nhà tù của Cộng hòa Dân chủ Đức, là của an ninh Cộng hòa Dân chủ Đức đã nhốt hơn 10.000 người ở trong khu vực này. Đây. Và hôm nay chúng tôi chính thức hơi thời gian chúng tôi chuẩn bị hơi lâu một chút. Và xin lỗi các bạn bởi vì là tôi phải xin phép cái nhà tù, cái người quản lý ở đây, bởi vì đây hiện nay đã được biến thành một cái nơi là nơi giống như di tích lịch sử để họ vào tham quan. Và các bạn thấy đây là rất trông cái này rất sạch sẽ, nhưng mà thời trước ấy, thì nó khác, và những cái bức tường này nó cũng rất là cũ. Và đấy các bạn xem. Và ông Trần Bắc Hà thì trong thời gian vừa qua đã dấy lên dư luận là việc ông ta bị bắt giam, và sau đó là ông ta bị bắt giam thật. Và không những bị bắt giam mà ông ta đã bị truy tố về nhiều tội khác nhau. Và ngày hôm nay chúng ta cũng nhận cái thông tin là ông ta đã bị chết. Đây là hình ảnh của Trần Bắc Hà với một số cái quan chức lãnh đạo ở trong nước khi mà ông ta còn chưa bị bắt. Đây là ông Trần Bắc Hà, ví dụ ông với ông Bí thư Thành ủy Việt Nam ở Sài Gòn, ông Nguyễn Thiện Nhân. Đây là Nguyễn Thiện Nhân. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng là một trong những người đã được học ở Cộng hòa Liên bang Đức, và ông ta đã có thời gian và học ở đây, cũng như là con ông ta tiếp tục học ở đây. Đây các bạn cùng tham khảo. Đây là ông Nguyễn Thiện Nhân. Và ông Trần Bắc Hà thì luôn luôn có những cái quan hệ với rất nhiều quan chức cấp cao ở trong nước, cũng như những cái người Việt kiều ở nước ngoài. Và đấy là cái thông tin mà chúng tôi xin phép chia sẻ. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin cung cấp thêm cái thông tin mới mà các bạn có lẽ chưa được biết về ông Trần Bắc Hà tại Đức. Đó là việc cái vụ việc mà ông Trần Bắc Hà không những hoạt động trong nước mà ông ta ra nước ngoài ông hoạt động cũng khá mạnh. Và với cái một cái ví dụ cụ thể, cái minh họa cụ thể, đó là việc ông ta đã tham gia và dùng tiền, có vẻ ông Trần Bắc Hà rất nhiều tiền, cho nên đã dùng tiền tài trợ rất mạnh cho những cái hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài. Và cái khoản tiền đấy là bao nhiêu? Và các bạn hãy xem, đây là cái khoản tiền mà ông trong bài báo này ghi rất rõ là ông Trần Bắc Hà, chủ tịch ngân hàng BIDV, đã cam kết ủng hộ số tiền 50.000 đô la
cho ban tổ chức cái lễ hội 40 năm hội nhập người Việt Nam tại Đức. Đấy, đây là cái thông tin mà chúng tôi xin chia sẻ với các bạn biết, có nghĩa là ông Trần Bắc Hà là cái người rất là nhiều tiền và ông ta chi rất mạnh tay trong mọi cái vấn đề. Thế thì một cái người đặt vấn đề, một cái người mà quản lý một cái ngân hàng lại có cái khả năng mà chi tiền một cách rất là mạnh như thế, và những cái việc này là việc nhỏ thôi mà chúng tôi đã thấy ghi nhận như vậy, thì là chúng ta thấy rằng là nó đã bất cập trong cái vấn đề hoạt động cái ngân hàng nhà nước. Bởi vì là tiền, nếu mà ngân hàng nhà nước thì có nghĩa là tiền là tiền của có cổ phần của nhà nước, thì không thể đem tiền thuế của dân để đem tài trợ hoặc là cho những chuyện nọ chuyện kia một cách mà không có cái bằng dẫn chứng, bằng chứng cụ thể, hoặc một cái phương án cụ thể mà rất là rõ ràng, là chỉ hứa một cái là cho. Và sau đó thì theo điều tra của chúng tôi thì ông Trần Bắc Hà có chuyển 50.000 đô la này sang bên Đức để chuyển để làm cái lễ hội này rồi. Thế còn số tiền đấy được chi phí ra sao và ai là cái người mà sử dụng đồng tiền đó, thì cái việc đó là thì trong nước thì chắc là những cái người mà làm công tác kế toán tài vụ ở đây người ta mới biết. Tức là 50.000 đô đã được chi ra cho cái lễ hội ở Đức này. Thì đây là cái bài báo đã đăng rất rõ về cái việc đó. Cái thông tin mà ông Trần Bắc Hà vừa mất thì lan tỏa rất mạnh, kiều bào ở nước ngoài, kể cả Đức, người ta cũng bàn tán xôn xao rất nhiều. Bởi vì khi mà ông ta đã tài trợ 50.000 đô cho một cái hoạt động của một cái hoạt động ở Đức, thì những cái thông tin đó này luôn luôn được lan tỏa và họ luôn nhớ cái điều đó. Thì các bạn xem cái hình ảnh đó, và lại một lần nữa chúng ta lại thấy xuất hiện một quan chức cấp cao được xuất hiện trong cái lễ hội mà được ông Trần Bắc Hà tài trợ 50.000 đô, đó lại là ông Nguyễn Thiện Nhân. Đây các bạn xem, đây là hình ảnh, đây là lễ hội hội nhập và phát triển tại Cộng hòa Liên bang Đức, và ông Nguyễn Thiện Nhân là cái người mà đã được mời để phát biểu và là cái người mà khách quan trọng hàng đầu của cái lễ hội đó. Và trong cái lễ hội này thì đã được ông Trần Bắc Hà tài trợ 50.000 đô la để làm cái lễ hội này. Tất nhiên nó làm ở ngoài trời, nhưng đấy là cái thấy chúng ta thấy rằng là một cái bằng chứng rất nhỏ thôi, nhưng phải nói rằng là nó đã chứng tỏ rằng là những cái việc chi tiêu của những quan chức, của những cái người mà quyết định nắm giữ cái đồng tiền của đất nước ấy, thì nó có khá thoải mái, rất thoải mái. Và nếu như vậy thì chúng ta Việt Nam của chúng ta cứ đi vay suốt ngày và lại cứ chi tiêu như vậy thì không mất bao giờ mới hết được những cái món nợ cho con cháu đấy. Và không những thế mà họ vay họ làm những cái vấn đề truyền thông và tuyên truyền đấy. Đấy, và cái thông tin này là chúng ta không được biết ở trong nước, đó là việc 50.000 đô đã mang ra để tuyên truyền và để ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu ở đây, thì lại một nữa lại cho ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu và kiều bào thì ngồi ở dưới rất nắng đấy. Thì các bạn thấy thông tin như vậy. Vâng, chia sẻ một cái dòng thông tin nữa là lần trước chúng tôi cũng đã thông báo với các bạn rằng là cái ngôi nhà tù như thế này là cũng đã được luật sư Nguyễn Văn Đài, tôi cũng đã đưa luật sư Nguyễn Văn Đài đến đây cùng ông anh người buôn gió đến đây để làm cái chương trình lần trước, và họ cũng miêu tả rằng là trước đây họ cũng phải ở trong những nhà tù như thế này, và đây là những nhà tù thực sự là còn rất tốt, chứ còn những nhà tù ở Việt Nam thì nó không được như vậy. Bởi vì là những nhà tù ở Việt Nam thì các bạn thấy nó sẽ tối tăm, không có cửa kính, không có cửa sổ, mà nhiều khi không được tiếp xúc với cả những cái thông tin bên ngoài. Đây các bạn xem cái khung cảnh chung của cái nhà tù ở Đức. Đây là nhà tù của mật vụ Đức đã nhốt hơn 10.000 người. Thì ông luật sư Nguyễn Văn Đài cũng nói rằng là khi mà ông ta bị nhốt ở trại giam B14, tức là Việt Nam cái nhà tù tương tự như vậy, thì ông ta cũng bị hạn chế rất nhiều, là cái việc mà gây sức ép của những cái cán bộ quản giáo ở đó, họ tìm mọi cách để làm cho những cái người tù nhân chính trị có thể bị chấn thương tâm lý. Thế còn những cái nhà tù mà ông Trần Bắc Hà đã nằm thì lại rất đặc biệt, bởi vì ông ta lại nằm ở cái nhà tù là của quân đội. Mà khi nhà tù quân đội thì có nghĩa là sao? Tức là những cái người quản lý nhà tù đó lại là của quân đội nhân dân Việt Nam chứ không phải của công an như thường lệ. Đấy, thì điều đó phải chứng tỏ rằng là những cái lực lượng ở trong nước họ có cái sự tranh giành quyền lực, tranh giành và không tin tưởng lẫn nhau. Bởi vì khi mà giam giữ như vậy là phải lực lượng công an, thế nhưng mà cuối cùng là quân đội giam giữ, mặc dù ông Trần Bắc Hà không phải là người trong quân đội đó. Và cũng chính vì điều đó mà luật sư Nguyễn Văn Đài đã có cái chia sẻ ngày hôm nay, thì các bạn cùng xem, đây là chia sẻ của luật sư Nguyễn Văn Đài trên cái Facebook của mình, và tôi xin trích dẫn cái chia sẻ của luật sư Nguyễn Văn Đài, bởi vì ông luật sư Nguyễn Văn Đài cũng là một trong những người đã từng ở trong những cái nhà tù như vậy. Đấy, các bạn hãy cùng theo dõi cái status của ông luật sư Nguyễn Văn Đài ngày hôm nay. Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng BIDV bị sát hại ở trại giam, chấm hỏi.
Báo Tuổi Trẻ đưa tin ông Trần Bắc Hà bị tạm giam ở trại quân đội tại Sóc Sơn và được xác định đã tử vong. Ông Trần Bắc Hà được đưa vào viện 105 sáng nay và được xác định tử vong ngoại viện, có nghĩa là mất trước khi đưa vào bệnh viện. Trước đó, cuối tháng 11/2018, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét với ông Trần Bắc Hà để điều tra về tội vi phạm về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định tại điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015. Điều đặc biệt trong vụ án của ông Trần Bắc Hà là ông có bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam. Tôi đã từng hành nghề luật sư, cũng đã trải qua hai trại giam và một nhà tù. Từ kinh nghiệm và thực tiễn là nếu cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thì bị can sẽ bị tạm giam tại trại tạm giam T16 hoặc gửi ở B14 hoặc một số trại tạm giam do Bộ Công an quản lý. Đây là cái thông tin mà luật sư Nguyễn Văn Đài chia sẻ. Chỉ những trường hợp cực kỳ đặc biệt cần phải tra tấn về tinh thần lẫn thể xác thì mới chuyển tới tạm giam tại các trại tạm giam của quân đội. Đây là trường hợp của ông Trần Bắc Hà đã bị đưa đến, đấy là trại tạm giam của quân đội. Năm 2007, khi tôi bị tạm giam tại trại giam số 1 của Công an Hà Nội, tôi có bị giam chung với một số bị can từng bị gửi tới trại tạm giam của quân đội. Họ nói rằng nơi đó rất khủng khiếp. Sau ít tháng thì toàn bộ bị thân thể bị ghẻ lở vì thiếu nước sinh hoạt và điều kiện giam giữ chật hẹp, bẩn thỉu. Ông Trần Bắc Hà là quan chức ngành ngân hàng, nhưng ông có nhiều mối quan hệ thân thiết với các quan chức chính phủ thời Nguyễn Tấn Dũng. Ông ta lại lắm tiền, nhiều của. Nhiều người đánh giá ông ta có cả tỷ USD. Với các mối quan hệ và tiền của ông ta như vậy, thì ông Trần Bắc Hà phải được ở nơi giam giữ tốt và được chăm sóc y tế tận tình mới đúng bản chất của chế độ Cộng sản dành cho. Với các mối quan hệ và tiền như vậy, ông Trần Bắc Hà phải ở một nơi ở giam giữ tốt và được chăm sóc y tế tận tình mới đúng bản chất của chế độ Cộng sản dành cho các quan chức của họ khi bị sa cơ lỡ trận. Bởi vì ở trạm B14, các quan chức từ cấp vụ trưởng trở lên đã bị tạm giam và sẽ được ở trong phòng có điều hòa cho tới khi có kết luận điều tra. Đằng này ông Trần Bắc Hà là bị tạm giam tại trại giam của quân đội, rất khắc nghiệt, lại chết trước khi tới bệnh viện. Chuyện không thể xảy ra trong cộng đồng. Vâng, các bạn đang xem cái tường thuật của chúng tôi tại trại giam của Stasi. Và tôi sẽ di chuyển. Và bây giờ tôi sẽ di chuyển tiếp để các bạn cùng xem những cái hình ảnh mới. Đấy, các bạn xem cái hình ảnh của trại giam này. Đây, đây trại giam đây. Đây là những trại giam của an ninh của mật vụ Cộng hòa Dân chủ Đức ngày trước. Đây là những cái phòng giam các bạn thấy. Đấy, những phòng giam này. Bên trong. Đấy, phòng giam bên trong. Đấy, rất nhỏ đây. Đấy. Và chúng ta đi tiếp. Đây là những trại giam. Đấy. Đây là những cái khu. Và tôi xem các bạn soi cho các bạn xem cái phòng bên trong nó như thế nào. Đây là những trại giam của an ninh Cộng hòa Dân chủ Đức, tức là của Cộng sản cũ ngày xưa. Thì cái này nó cũng giống như những trại giam của trong nước. Đây, đây rất là nhỏ. Đấy, những cái phòng, những cái giường bé, rất nhỏ. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, có cái giường này, có giường bé này. Đấy. Và có cái ghế, cái bàn này rất bé này. Đấy. Và bây giờ tôi lại di chuyển tiếp sang một cái khu vực khác. Đây là cái khu vực lại tiếp tục, các bạn thấy không? Đây là khu vực này chúng ta thấy, cùng thấy. Đây là tiếp tục, đây cái trạm giam này, những cái lồng sắt rất lớn. Đây những cái lồng sắt rất lớn này, đây là sắt này, những cái cửa sắt này để khi mà quản giáo lên họ phải khóa những cái cửa này lại. Đây, đây là cái nhà giam của an ninh, của mật vụ Cộng hòa Dân chủ Đức, có nghĩa là giống như mật vụ Việt Nam. Và chúng ta đi tiếp vào trong. Đây là rất là nhiều tầng và những cái tầng, mỗi tầng thì đều có những cái buồng hai bên và có đánh số. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, đây là trại giam an ninh. Tương tự như trại giam của B14 và tương tự trại giam ở trong nước. Đấy. Đây là những cái phòng giam. Đấy, chúng ta đi vào những phòng giam. Đấy, phòng này khá rộng. Đây là phòng giam này. Đấy, có cái cửa, có cái lỗ bé tí.
Đấy, cửa đấy. Và đây là các bạn thấy là có cái đấy lấy cửa ra đi ra này. Và đây là có cái lỗ kính này, lỗ rất bé này. Những cái lỗ này rất bé để nhìn ra. Đấy. À, chúng ta đi tiếp. Ở đây các bạn thấy ở đây nó có những cái dây này, những cái trại giam là có cái dây này. Đấy, cái dây này này, cái dây này để làm gì? Đấy không? Cái dây này là để giật cái dây này để giật xuống khi mà có cái người tù có vấn đề gì đấy thì quản giáo chỉ chạy ra cầm cái này là giật xuống. Đấy, mà khi giật xuống như thế này thì cả cái hệ thống báo động, những cái đèn báo động ở trên này, những cái đèn báo động ở trên này khi mà giật dây như thế này, đấy, giật dây một cái thì đèn báo động sẽ kêu lên và những cái đèn chớp đỏ ở kia là những cái đèn đỏ kia nó sẽ nháy. Đây các bạn thấy. Đấy. Đây là những cái đèn đỏ nó sẽ nháy để biết là khoang nào là có động. Đấy, hoặc là những cái đèn này. Đấy các bạn thấy không? Cả dọc cái tường này đều có cái dây như này hết. Đấy, trong trại giam mà không biết là trại giam Việt Nam thì nó có những thứ gì nữa. Đây là trại giam của an ninh mật vụ Đức. Đấy, giật một cái thì nó tuột ra nó kêu luôn. Đấy. Đây là một cái giường gỗ. Đấy. Đấy, cái giường đây là cái phòng này, phòng này rộng. Các bạn thấy không? Đây trại giam. Phòng rộng này, đây là cái giường gỗ. Những cái giường này là người ta nằm ở trên này. Người tù nằm ở đây. Đấy. Rất rõ. Đây, và nhà vệ sinh có cái vệ sinh ở ngay cạnh luôn. Rồi có bồn rửa. Đấy đó. Và đây là cái bàn. Đấy, cái bàn để người ta có thể ngồi viết, đấy một cái ghế thôi. Đấy, nằm như phải nằm trên cái giường gỗ như thế này. Đấy. Đây là cho cái phòng này là cho ba tù nhân. Đấy. Đấy các bạn thấy cái chế độ nhà tù của an ninh mật vụ của Cộng hòa Dân chủ Đức cũng giống như tương tự như của Việt Nam, nó như thế nào, nó rất nguy hiểm. Và bây giờ tôi chiếu tiếp thêm cái phần khác nữa. Đây. Các bạn thấy không? Trong này rất là nhiều những cái người ta đi du lịch này. Thì đây vào và tôi xin vào trong cái phòng con này, phòng nhỏ này, tôi quay cái phòng có cái giường này. Đây. Đây là những cái người mà người ta tù, người ta bị nhốt ở trong cái này. Đấy các bạn thấy. Rất là đặc biệt. Đây, đây bằng gỗ thôi nhá. Đấy. Và trong đó sau khi cái vụ án ngày hôm nay khi ông Trần Bắc Hà đã bị chết thì với cái số tiền 5.000 USD trước đó đã được chuyển sang Đức để tài trợ cho một cái hội ở Đức, thì bây giờ có những cái người mà đã từng sống ở Đức rất lâu rồi và họ đã có chia sẻ như thế này, như là ông Philip Nguyễn, ông ta đã chia sẻ như sau. Đây, anh Philip Nguyễn, anh đã comment tha và anh đã chia sẻ là cũng bởi một trong những số tiền đó chính là nguyên nhân Trần Bắc Hà ra đi nhanh như thế. Giống như cái chết của tướng Phạm Quý Ngọ khi đầu mối đã bị bịt kín thì xem như vụ án đã chấm hết. Vâng, đây là anh Philip Nguyễn, anh ta đã chia sẻ ở trên cái trang Facebook cá nhân và anh ta đã viết cái comment tha đó. Thì tức là với cái chữ tiền đó thì anh ta tức là khi mà liên quan đến tài chính, khi mà người giữ tiền như vậy thì cái chuyện bị bắt giữ, bị giam giữ thì chưa phải là hết. Bởi vì khi mà ông Trần Bắc Hà bị bắt và khai ra, những cái người mà theo cái đường dây mà chuyển tiền, giữ tiền, hoặc là đầu tư, hoặc là cổ phần hùng nạp thế nào, thì nếu mà những cái thông tin đó bị lộ ra ngoài là những cái quan chức cấp cao khác là sẽ bị tiếp tục điều tra. Và khả năng theo như cái đặt câu hỏi, tức là cái phỏng đoán của anh Philip Nguyễn này, anh nói rằng là khi đầu mối đã bị bịt kín thì xem những vụ án đã chấm dứt, thì có nghĩa là ông Trần Bắc Hà mà chết đi thì những quan chức khác có thể được an toàn. Thì đấy là một cái câu hỏi mà chắc chắn là trong thời gian tới những cái người bình luận hoặc là những cái phóng viên báo chí khác ở trong và ngoài nước có thể tiếp tục điều tra, tìm hiểu về cái chết của Trần Bắc Hà, cũng như tìm hiểu số tiền 50.000 USD mà Trần Bắc Hà đã chuyển sang Cộng hòa Liên bang Đức để tài trợ cho một chương trình ở Đức. Chúng ta đang đứng ở trong cái phòng của nhà tù của mật vụ Đức, và ngày hôm nay cái tường thuật của chúng tôi phần thứ nhất về số tiền bí ẩn của ông Trần Bắc Hà tại Đức như thế nào thì đã được chúng tôi đưa ra và giải thích với các bạn để các bạn biết, và
trong cái chương trình này với hình ảnh thực tế ở bên trong của cái nhà tù này để các bạn cùng biết. Bởi vì hôm nay chúng tôi làm hơi lâu một chút mới lên hình vì cũng phải có những cái xin phép đối với cả cái nhà tù này, tức là bây giờ trở thành cái di tích lịch sử thì họ cho phép vào. Vậy chính vì vậy mà hơi lâu một chút, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục điều tra tìm hiểu thêm về những cái thông tin mà ông Trần Đắc Hà có liên quan đến Đức và châu Âu và một số nước khác để tiếp tục cung cấp cho các bạn vào thời gian tới. Vâng, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới, và chào các bạn. Các bạn hãy bấm theo dõi Facebook của Thời báo, Facebook của Lê Trung Khoa cũng như YouTube của Lê Trung Khoa để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại các bạn vào sau 15 phút nữa vào chương trình 2 của ngày hôm nay, đó là chương trình về chị Trân Thanh đang ở đâu và Bộ Ngoại giao Đức trả lời như thế nào, cũng là một cái người liên quan đến vấn đề đang bị giam giữ ở trong tù hay là ở bên ngoài rồi, thì chúng tôi sẽ tường thuật sau 15 phút nữa. Vậy mời các bạn 15 phút nữa hãy quay lại đây để cùng theo dõi chương trình thứ hai của chúng tôi. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn.